Hello các bác nhá. Em lên tiếp cái video bảo giá trên này quay cho các bác nhá. Em sẽ lên 10 cái một thôi cho các bác, video nó ngắn thì các bác dễ xem. Cái Eto là bên em là bán 200 nghìn một cái nhá, còn em báo giá này để báo giá nguyên chân thôi. Đấy, cái Eto là 200 nghìn một cái. Đây là đầu tiên cho các bác. Mỗi tàu quá. Mã A1 nhá, hôm nay là ngày 17 tháng 2 nha. Cái video là video ngày 17 tháng 2, mã A1. Đây. Có tay quay nhá. Đó, quay lên xuống full nhôm. Đấy, tất cả mọi cái chân là con nào là cái đầu này, cái đầu này nó cũng đều quay tròn ngửa lên ngửa xuống được hết các bác nhá. Đây, muốn rút dài ra là chân này rút ra nữa. Mã A1 cao 60 với 160 cm, nặng 2,6 cân. Đó, cái này giá 1 triệu này. Tiếp theo là mã A2 cũng có tay quay. Đó, nặng 2 cân, cao 55 tới 150 cm. Giá 800k, A2 800. Đây là mã A3 của hãng Vebon. Cao 50 tới 130 cm. Nặng 1,7 cân. Đó, giá 950k, có tay quay nhé. A4 này. Con này chất liệu là cái chân này nó là nhôm titan. Đấy, thì nó xịn hơn những cái con chân nhôm thường một chút. Cũng có tay quay nhé. Nhưng mà con này một cái chân này này, nó bị móp nhẹ đây một tí. Đấy, nó móp rút ra này. Thì mình vẫn rút được bình thường nhé. Nhưng mà đi rút qua cái đoạn nó hơi móp ấy, là nó hơi nặng một chút. Đấy, hơi nặng một chút thôi. Còn cái chân bình thường như thế này thì nó toàn 1,3 triệu, 1,5 triệu thôi. Có những cái chân đẹp hơn cả 1,8 triệu, 2 triệu nhé. Con chân này thì em sẽ bán 900 nghìn thôi. Đấy, nó móp đây một tí này con này. Không vấn đề gì các bác nhé, cũng có tay quay. Đấy. Mã A4 900. Tiếp theo là mã A5. A5 thì con này nó bằng chân chất liệu carbon này. Đây, chất liệu carbon này các bác này. Đấy. Cái bọc cao su này thì nó chỗ bị nứt ra này, cái bọc này, này nó để chống sốc nó kiểu đấy là thứ rồi các bác này. Đấy, về các bác nào thích thì lấy bằng dinh cuốn lại, còn không thì thích nhá, lột hẳn nó ra nhá. Em cứ để vậy, về các bác nào thích lột thì lột. Đó, cao 70 tới 1,8 m, nặng 2,5 cân. Con này thì không có tay quay nhé, các cái dòng carbon thì không có tay quay. Đấy, tại vì nó thiết kế là mình có thể rút được cái trục này lên, rút ra. Và cái chân này có góc dạng ra được tới 80 độ nhé, hạ sát được cái phần ba chạc này, hạ sát được cái phần ba chạc này xuống gần như là sát đất. Em ngửa cái máy này lên tí nè. Rồi, hạ được phần ba chạc này gần sát đất. A5 nặng 2,5 cân. Giá 2,2 triệu. A5 2 triệu 2. Tiếp theo là con này là con A6, con này của Vebon. Cũng có tay quay các bác nhé, cũng có tay quay. A6 nặng 1,9 cân, cao 60 tới 1,5 m. Giá 1 triệu. A7, con này của Slick. Cũng có tay quay nhá. Cũng có tay quay. Cao 60 tới 150 cm, nặng 2 cân. Giá 850k, A7 850. Đây A8, A8 giống như con từ nãy ấy, chân chất liệu nhôm titan. Đấy. Nặng 2 cân, giá 1 triệu 3, cao 60 tới 150 cm. A8 1 triệu 3. A9 này, A9 con này cũng của Vebon. Con này còn khá đẹp. Nặng 2 cân, cao 60 tới 150 cm, giá 1 triệu. A10. Nặng 2 cân 1, giá 1 triệu. Cao 60 tới 150 cm. Đấy. Này, con này thì cái phần đầu này nó hơi bị bong sơn hơn một chút này. Đấy, nhưng không vấn đề gì các bác nhé. Các bác đem đi vào rừng vào núi thì dùng vài bữa thì nó cũng xước xát thôi, không vấn đề gì hết. Con A9 nhìn đẹp hơn một chút, nhưng con A9 thì lại không có cái dàn chân. Đấy. Nhiều bác thì thích cái dàn chân nhưng nhiều bác lại không thích. Nhiều bác lại kêu vì nó vướng. Chịu được thoải mái các bác nhá. Những cái chân mà to như thế này thì các bác có thể chịu tải 5-6 cân cũng được, vô tư. Đấy. Còn nhiều cái chân bé nữa thì em sẽ lên video sau. Có cả những chân to hơn và bé hơn các bác nhá. Zalo của em là 0378 594256, em có để ở cái bài viết ấy. Bác nào tí mà
không gọi được thì nhắn qua Zalo cho em. Tại vì nhiều khi số điện thoại ở trong phòng nó bị mất mạng các bác nhé. Còn cái Eto bên em bán rời là 200.000 nhá, đem cho các bác xem cái Eto. Đây. Thường thường những cái chân mà bằng nhựa nó rẻ hơn thì các bác mua về lắp máy quay, máy ảnh hoặc kẹp điện thoại thì bên em sẽ tặng kèm kẹp điện thoại. Còn những cái chân này các bác về kẹp củi các bác đi chơi thì bên em có bán rời cái này con này. Đó, Eto Mini. Cái này bên em bán là 200.000 nhá. Bác nào mua kèm thì cộng thêm tiền vào, còn mua rời là 200.000. Ship là 30.000 tiền ship nữa các bác nhé, 230.000 cả ship. Cái miệng này là mở được 5,5 cm. Đấy, đúc nhôm nặng 5 lạng. Đây nó có chỗ lỗ lỗ đắp ốc này. Em sẽ lắp sẵn ốc vào đây cho. Còn nếu bác nào mua nguyên cái Eto thì trong cái hộp của ốc nhé, về mình tháo ốc, xoáy ốc ra này. Rút trục ra để xóa ốc bên trên xuống nhé. Đấy. Rồi, ok các bác nhá. Bác nào chưa đăng ký kênh thì các bác ra rồi nhấn nút đăng ký kênh hộ em Phát. Lần sau em mà có đăng video lên thì các bác có thể xem được. Rồi ok các bác nhá.